Thì vô chào người mình là ta đây. Thì hôm nay mình vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay chúng ta sẽ làm về cốt truyện The Storm of Bird, chị con mẹ gì đó. Nói chung là cốt truyện này cũng dẫn đến việc là hơi chưa of Tinder các kiểu thôi. Hôn ca rốt cuộc là gì trong hoàn cảnh này? Đọc xong mình cũng muốn, nói chung là thằng Otto này là chỉ muốn tìm cái nguồn gốc và lý do của thằng Honka là cái gì thôi. Tìm thì tìm chứ, nhưng mà rối rắm vãi lồn, nhìn đọc mà muốn phát điên luôn. Này các Gosu là cái giáo sư, mấy ổng đọc một lần mấy ổng hiểu chứ mình đọc N lần mày ra hiểu. Trời má, mùa đông thứ 559. Tự cách ly một mình, đúng là một thằng tự kỷ. Ok. Tiếp theo, bây giờ phải tìm hiểu xem qua là cái cốt truyện của con kia này thế nào nhá. Thì chúng chẳng biết ông nào muốn, mấy ông có đam mê cốt truyện không chứ tôi là tôi tùy à. Cái cốt truyện nào thấy hay hay à, được, đọc hết. Trời ơi. Con cá tuna của chúng ta vẫn ham ăn ngày nào, vẫn ham ăn như ngày nào. Thỏa mãn. Trời ơi, nhìn mấy từ mà tôi muốn phát ớn luôn à.
Ok. Nhưng sao nói chuyện như là bị cô ấy sao bị khựng rồi, nói chuyện như là bị giác của con kia nào có vấn đề vậy trời. Hay là ảnh hưởng của năng lượng Honkai nhiều quá cái là vị giác nó bị có vấn đề. Ớt ngọt thì làm sao mà cay ta, ngầu dữ trời. Ớt ngọt chứ phải là ớt cay đâu. Xiên nó. Ủa còn nữa chứ, tưởng còn nữa. Oh shit. Đi đường nào mà đường à, nó xe nó chạy qua cả vãi cả bùi vậy. Dịch ói máu. Ủa chắc là có máu khác. What the hell. Ủa qua có chuyện mới à. Dường như là đã qua có chuyện mới rồi. Rồi con Raven làm free nhưng mà bù lại là sau khi mà chữa trị xong đám nhỏ là phải thả đi. Ok hỏi sao. À, tới rồi tôn chủ. Ok mở cửa ra. Tên này toàn là đột độc chuyện không chứ đánh đấm mẹ gì. Kevin. À bây giờ mới hết một cốt truyện này chứ này chưa có hết. Ok luôn. Ok baby luôn. Ngươi là Kevin Castlana. Đấy. Giọng nó bình ra lên nó được đôi đôi mắt mày nhìn đôi mắt đó giống như hai cái hang sâu hun hút. Cas la cas 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 salana
của cái rồi Castellana chứ sao Castellana ta kỳ vậy. Người điều kiện là người từ cái khung đó thế nào cũng có nhiều ông nghĩ rất là bậy giờ coi giống tôi nè đang nghĩ rất là bậy bạ luôn. Ta sẽ để ngươi trở lại thành hơi trước. Đấy, đây, đây, đó, ok rồi. Coi như là mọi chuyện là cũng được giải đáp nha. Tại sao là con gì nhá, là sẽ chuyển năng lượng của kia na qua gì. Ờ, thì tiếp theo mày phải đánh với con boss đã. Ngươi là hơi chưa được lựa chọn cho cơ thể ngươi luôn có cánh cửa nối liền với cây số. Đéo. À, là con Kiana này nó đang cầm tới tận 3 loại đá mình nhớ rồi. Hồi cái hồi mà cốt truyện là con này nó lấy một đá của May này, một đá của Sirin là đá gốc này, và một đá của con nào là hình như là của con Phu Hua hay là con Teresa gì đấy mình không nhớ. Nhưng mà nó có tới tận 3 đá lận. Thôi mình còn quay không ta? Sợ mình đang quay á, nhiều lúc nó dừng á. Lần sau mặc dù ông này biết đó là cháu của mình được tạo ra từ một cái tế bào hay là bla bla bla, bla gì đó nhưng mà vẫn không xưng một tiếng là cháu luôn á. Oh shit. Một tiếng nổ bùm. Bà nội cha nó hết đánh với lại thú con cai xong rồi giờ là đánh thú lượng tử. Tao đâu có rảnh oxy mà tao đánh hoài, đọc chuyện nó cũng được. Nãy than đọc chuyện chi giờ chết. Rồi đi xuống ạ. À, mất đá ulti. Ủa đây tí nào. Sao khựng thế kia. Game như rác. Thật ra là máy mình rác chứ phải game rác. Rác thì rác nhưng vẫn chơi. Ôi nổ. Mấy thùng nổ nhìn nổ bé quá. Tưởng nó sẽ nổ to hơn. Nhưng không.
không chỉ trong mắt của commie đâu mà trong mắt của người coi mày luôn á. Đủ má lóa quá. Quéo quéo quèo. Ui lá thêm lần nữa. Ui ui. Thôi 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 thôi, tao không có chơi Call of Duty đâu mà mình lóa hoài vậy. Mau mắt. Thôi tao đang chơi Honkai Impact chứ không phải là Call of Duty đâu mà mày lóa hoài vậy, khổ tao. Chơi có 3 cháp thôi mà mày lóa hết mẹ rồi, gần cháp rồi. Lúc thì đen, lúc thì xoàng trắng. Kiểu này mùa chắc. Ồ, oh, lần này có cả Teresa nè. Chúng ta không thể để Kira dùng tới sức này hay chờ được rồi. Ê, ta phải lo lắng. Yên tĩnh, rất yên tĩnh, quá yên tĩnh. Ok, giờ chúng ta sẽ vào vai Teresa. Sao mà đen màn hình rồi? Bà nội cha nó sao, tại sao nó không phải kia? À robot phe mình, robot phe mình. Cứ nếu như thường lệ mình sẽ đè con robot rồi mình đập. Ôi robot nát thế. Phế vãi robot. Đánh sai dùng nhánh rồi. Con robot đúng mẹ. Robot bị ăn hành nhiều quá ngáo mẹ rồi. Robot Sida vãi. Con robot lúc mà mình đánh nhau nó mặn vãi cực trưởng. Mà lúc mà đánh nhau với bọn lượng tử Honkai này phế vãi à. And... khổ không. Biết ra cho một vài con nó mạnh mạnh tí đánh cho đỡ gì nào. Oh shit. Holy fuck. Nào, bù đau bà đau bà đau bà đau bà. Wow. Easy. Ui, xác robot kìa. Ok thì cũng đã xong, hiện tại mình đã hoàn thành xong chuyện cốt truyện của ngày hôm nay là cốt truyện 17 chấm nhưng mà là phần 2, và mình mong là mọi người sẽ chờ được tới phần cuối của cốt truyện, chúng ta sẽ thấy được May đánh với con robot và giành lại sức mạnh của Hero of Thunder, và chúng ta còn thấy một pha combat của Hero of Thunder với lại Hero of the Void nữa. Ta nhớ rất rõ tối đó ta tình cờ đến cửa sổ như là trời sao. Nếu mọi người nhớ nhân vật chấm hỏi này thì nhân vật chấm hỏi này là cái nhân vật mà đã cho con Durando mượn cái cây thương rồi các kiểu đấy. Mai không phải May nữa, là Mai đúng vậy. Thì con Mai và Kevin là cũng có ở trong cốt truyện chính của Honkai Impact nhưng mà là của một quá khứ khá là đau buồn nên là mình cũng méo muốn nói gì hết. Và nếu mà như là nói về cho một số người không đọc nhé, thì hình như là theo mình còn nhớ là cái sau khi con Mai này chết này, đó là hình như nó để lại một đứa bé, và đứa bé này hình như là sự kết hợp giữa gen của Mai và Kevin, theo mình nhớ là vậy. Này theo mình nhớ thôi nhé, chứ lâu cũng lâu lắm rồi mình không đọc lại.
chứ nói mẹ là tao thích mày đi, trời ơi. Có lẽ là yêu. Cái gì, đây có phải là yêu của Sơn Tùng à? quên bà đó tên rồi, về nhà. Ôi sao chấm chấm rồi. Ok thì thôi, cốt truyện 17 phần 2 của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip cốt truyện lần tới. Bye.